đi. Chắc cũng báo với chỗ chính quyền ấp 2 cũng như chỗ hai gia đình anh Tuấn và gia đình chỗ anh Lai thì hay tin được cái vấn đề cái tai nạn chỗ gia đình Tuấn là do sét đánh bị cháy nhà coi như là thiêu rụi hoàn toàn thì đã 100%. Thì sau cái tai nạn đó thì ủy ban dân xã cũng có đến thăm hỏi cũng như đã có cái phần hỗ trợ. Sau đó thì chỗ đảng ủy ban mặt trận tổ quốc xã cũng có kêu gọi các mạnh thường quân các nhà hảo tâm thì cũng báo gia đình luôn. Thì hôm qua thì chỗ cái ban đại diện cha mẹ học sinh của trường Ông Hồng đã họp cũng có một cái phần tài trợ cái này cho có thể ngày mai qua thăm gia đình. Còn hôm nay thì theo cái nguồn tài trợ cũng như là cái thăm hỏi thì chỗ có nhóm từ Phật tử của xã Khánh Hội do chỗ chị Sáng như chị Nhu làm trưởng đoàn đến thăm gia đình cũng có một cái phần hỗ trợ giúp cho gia đình anh Tuấn cũng như chỗ anh Lai, đặc biệt là chỗ anh Tuấn để mà có một cái số tiền nhỏ nhỏ để ổn định cuộc sống cũng như cắt lại căn nhà. Thì cái phần tiền cũng như cái phần tài trợ thì chắc con xin mời chỗ chị Sáng công bố cái số tiền cũng như là công bố danh sách mà cái từng Phật tử để hỗ trợ trong cái chỗ cho chỗ gia đình nắm được, cũng đó cũng là cái ghi cái ân sau này. Giờ xin mời chỗ chị Sáng. Em bây giờ như mấy chị em của em là bên Phật tử kết hợp với mấy anh em ở xã Khánh Hội là phần em xin đọc được cái phần từ thiện mà những người họ mà anh em là người đóng góp mà không đi với trong này luôn, trong này các em trong này luôn là đóng góp này, vô trong này những mạnh thường quân hết luôn, là em đọc số tiền người ta gửi với mấy chị em có mặt ở đây là như Thanh Nhã Cần Thơ 1.000.000 nè, Hàng nước đá Phi Long 1.000.000, Hải Thủy 500, hai người bạn Hải Thủy là 2.000.000, gia đình chị Nhu xăng dầu là 1.000.000, Trang Hai Chiến 500, vợ Trực Thu Mua 500, Lạnh Bời Tập Quá đội 1 500, Kim Anh ấp 3 Nguyễn Khuích 500, Điệp ấp 2 Nguyễn Khuích 300, chị Bảo Đức 300, Phụng Cà Mau 200, Thảo Nguyễn Phường 2 200, vợ Tài Thiên Tàu Tải 200, Bích 300, Thì Hai Sang 200, Trúc Dựa Mực 200, Nguyễn Trường Đạt 200, Nguyễn Trường Minh 200, Ken 50, Thì 50, Thi 200, Tiến Bánh Mì 150, Dì Mịn 100, Quang Gương Tiệm Nhôm 200, Phương Đồng Hồ 200, Vợ Tư Lạc 200, chị Hai Cao 100, một người bạn của chị Nhu á là 500, thì số tiền tổng cộng là 11.500.000. Là cái phần tiền này là tiền mặt, còn mấy chị em ở ngoài cũng có đóng góp hơn 10 riêng. Rồi như chế giao cho cưng á là số tiền này 11.500.000 nha. Rồi để coi mấy chị em ở ngoài phong bì. Vậy em cũng xin thay mặt cho hoàng hoàng rồi đi. Đưa phong bì cái nào hồi nãy. Phong bì nào rồi đưa thầy. Cái này có cưng sao? Cái này là như tưới đây. Cái này là phần tôi cái gì nhà hàng đâu? Đi ăn nữa. Có chị Trang chị dài xíu không? Dài xíu nữa. Đọc rồi đó. Cái này là cái phần trong này người ta đi sao cái này phong bì, còn cái này của chế đó là cái phần gương xong á. Mấy chị đều biết hết đâu à, không biết đâu. Chị đứng bên kia là chị
Tên chị Phương, tên Tươi, chị Tươi, Phương, chị Tươi. Chị Tươi là chị Nhật Trương đó. Còn chị này chị Hằng bán giải ở ngoài chợ. Chị đó thì là cô giáo Mai. Cô giáo Mai Kim Đào. Đó qua đây đi nha. Vâng, chị kế là chị Hải Thủy. Chị kế là chị Phương. Chị này là chị Vũ Xăng Dầu nè. Con qua đây á. Chị này chị Hai Bía. Mấy chị em ở đây á là gặp Trung Tấn. Mà thấy cậu á cũng khổ mà già của mình anh. Thì tụi con á cũng cái này phát sinh đóng góp theo là của ít lòng nhiều đi. Đây là cái phần này là phần cho cậu hết. Cái này là mấy nè. Cái này gì chương tôi gửi nè, còn này của em nè, con Tính này của dế chú Chính đó, Tính của con Tính nha, chồng răng đó nha. Giờ gửi cho cậu nha, có phụ Tính chồng răng. Cái này là không có dùng để mua rượu uống được nha. Kỳ đó. Cảm ơn tất cả anh em ha. Dạ, con thì cũng đại diện gia đình cũng xin chân thành cảm ơn các Phật tử và các cô bác có lòng giúp đỡ con trong cảnh gặp khó khăn. Cũng như gì đó nha, cũng như của ít lòng nhiều lá lành đùm lá rách. Như hoạn nạn thì ta mới đến chia sẻ. Như mình xài tiền á chứ đúng chỗ. Như cất lại căn nhà đang nuôi mấy đứa nhỏ nhỏ con. Chứ còn như không có cất nhà cửa thì vất vả lắm. Thành ra người ta thấy cảnh này người ta phải cần nên làm. Thành ra tụi con cũng cố gắng rồi mình làm lại cái cuộc sống mới. Gì chỉ mong gì thôi. Bữa nay có anh Lực đi ủng hộ cũng vui rồi. Có thể lại đi. Có gì rồi thì hôm nay thì chỗ cái dự cái buổi thì hôm nay thì về phía thay mặt đảng ủy ủy ban thì có tôi thì thường vụ đảng ủy chủ tịch mặt trận thì còn đồng chí Hưng là đảng ủy viên chủ phụ được đảng ủy phân công phụ trách ấp 2 cũng chủ tịch hội nông dân xã đại diện khối đoàn thể còn kia chính quyền thì có đồng chí Hoàng là trưởng trưởng ban công tác mặt trận ấp còn chỉ làm là phó ấp cũng dự trong cái buổi hôm nay thì qua cái buổi tặng quà từ ngày hôm nay thì chúng cũng thay mặt chỗ đảng ủy ủy ban mặt trận tổ quốc cũng như là chính quyền địa phương cũng như là gia đình cũng xin cảm ơn cái những tấm lòng của các Phật tử của trong và ngoài xã đã đến hỗ trợ gia đình anh Tuấn cũng như gia đình Lai. Thì mong rằng trong thời gian tới thì đối với xã Khánh Hội cũng còn gặp nhiều khó khăn thì mong rằng với cái tinh thần cũng như là khi mà có cái báo của mặt trận của tổ quốc về những khó khăn thì mong rằng chỗ đoàn cũng có cái góp phần tiếp những cái hoàn cảnh khó khăn riêng về chỗ hai gia đình đặc biệt là chỗ gia đình anh Tấn thì cố gắng sắp xếp để cắt lại căn nhà tức là như nãy chỗ chị Sáng nói tức là sử dụng đồng tiền cho đúng mục đích. Tức là cái nguồn tài trợ phụ huynh ở bển người ta cũng đang cái quyên góp chỗ ông Bằng á với sẽ qua thăm số tiền cũng khá lớn nữa nhưng mà làm sao chỗ đây là chỗ giao cho chỗ chính quyền ấp 2 ha tức là có chỗ phó ấp với trưởng ấp cũng cố gắng đôn đốc và theo dõi quan trọng là cắt lại căn nhà chứ để khi người ta tài trợ xong thời gian ta quay qua ta dòm chả có cái gì hết thì mình chạy người ta rất là buồn cũng đi tìm thăm rồi cũng cho hỏi nữa ta cũng hỏi cái này cái này giao lại cho chỗ chị Lam em coi lại cái phần mà hỗ trợ của chỗ anh Lai nè coi đọc cái danh sách thì người báo lại cho tôi tức là cũng nắm là sau này mình sẽ ghi nhận không cái đó phải nắm lại hết kể cả cái danh sách này tôi cũng xin lại để báo không có cái này thì đừng có đừng nói chung là cái này nói chung là không gì đâu nhưng mà có cái mình sẽ ghi nhận cái thời gian sau này là có những cái nó mình còn cái mình là công tác từ thiện mình còn dài lắm cho nên sau đó mình sẽ có cái tổng hợp chứ cũng không phải là gì phải nắm lại thì em á là bữa nay cho anh đi mấy lần có ngày chứ còn em nó đi đơn giản gì hết rồi đi xong là về đi xong hoài thôi mà nhưng đi rồi là xong rồi chắc một lần nữa là xin mời cho Tấn phát biểu cảm ơn mấy chị mấy gì đi rồi mình kết thúc. Chị em cũng xin cảm ơn tất cả các cô bác đã có mặt ở tại đây. Cảm ơn rất nhiều. Rồi. Bây giờ chị Phương thì cũng có chia sẻ thức cho tất cả là các anh chị Phật tử về vui vẻ trên đoạn đường về. Cũng có gì còn giúp đỡ chứ. Cho gia đình. Nói nước khoảng mấy mét thì chưa làm lỗ xe. Không, cất bên đây. Cất bên đây chứ không, cất bên đó.
Bỏ cho này có bỏ cho này là 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 bỏ cho